Rồi, chào mừng các anh chị đã đến với đường Thùy Vân ở Vũng Tàu. Đây là đường Thùy Vân. Bên kia có công ty du lịch Vũng Tàu. Giờ chúng ta sẽ check in tại cái khách sạn Cao Hotel ở trục đường Thùy Vân này. Rất là cao luôn, nhìn kiến trúc rất là đặc biệt. Đây là khuôn viên phía trước sảnh của khách sạn nè. Nãy thì đang làm thủ tục, rồi chúng ta bắt đầu đi đi vô. Ở đây cũng rất là đẹp ha. Này, cổng chính này. Rồi chúng ta đi vô nha. Xe hơi mình có thể chạy lên đây luôn nữa nè. Xe khách đưa mình tới khu vực này luôn. Chào. Để đồ đây cho nhẹ đây anh à. Được. Có bà xã check in. Nị đang check in trong kia. Phía trước sảnh khách sạn 4 sao. Bạn Đồng đang làm gì á? Lego hả? Lùm vào đây. Chút nữa lên phòng rồi mình xếp nữa. Qua vô. Xíu lên phòng rồi mình xếp. Lên lầu đó hả? Bên kia thì có quầy ngồi sảnh ngồi chờ hoặc ngồi chơi. Nhìn rất là mát luôn. Còn thủ tục thì giá vé thì giá phòng thì nị kế toán nị lo hết rồi. Chúng ta chỉ đi chơi thôi. Chút xíu nữa mình hỏi nị ha. Xong chưa? Đây các chị nhân viên rất là xinh đẹp và trẻ. Chúng ta đang ở trong cao nè, chúng ta ngồi đang đợi chút xíu thủ tục dọn phòng rồi chuẩn bị hành lý nè. Ủa phòng giá nhiêu? 2.240 là phòng đôi hả? Là phòng ba người ở hả? Còn phòng lớn hơn thì phòng này một gia đình hai chồng một đứa con ở là vừa. Chút xíu nữa mình lên phòng coi sao ha. Ở bên kia cũng là khách sạn luôn hả? Bên kia vừa khách sạn vừa resort luôn. Mình nhìn ngang phía bên kia là biển. Ở đây thì cái hòn non bộ người ta đang làm lại nè. Cũng rất là chu đáo. Mình ngồi đợi thì người ta sẽ cho mình cái ly nước cam. Đây có hoa, bàn có hoa sứ rất là đẹp. Rồi mời các anh chị uống nước nha, trong khi chờ đợi chúng ta chút xíu mình lên phòng. Bây giờ chúng ta vô thang máy để lên không biết lầu mấy luôn. Lên lầu 15 phòng 06. Lầu 6 đúng rồi. Đây, rồi đồng ngoài trước đi. Ủa, này lầu 6 à? Lầu 6 là phòng số 6. Thang máy đây cũng rộng quá. Ở đây có tất cả 17 lầu. Nhìn tới số 7 thôi. Ui. Wow. Rồi chúng ta tới lầu 15 rồi đây. Tìm phòng 506.
1015 bên đây, 1008, 2008 à, sàn lót thảm ha. Đi đâu? À, vô phòng gió hôm bữa đó. À. Đây, rồi mở điện lên. À, thiết kế rất là giống cái ở khách sạn Renaissance hôm bữa ha. Bên tay trái mình có tủ lạnh. Rồi kệ ly. À, rồi tủ quần áo. Rồi bên tay phải mình có cái toilet. À, có cái phòng tắm bồn. Rồi ở đây đâu có xài bồn, bồn rửa mặt. À, đây điều thú vị là ở đây nhìn ra phòng luôn nè, có cái màn kéo lại. À, tưởng đâu trong trường đúng không? À, tưởng đâu ngồi đây hướng ra biển. À. Rồi chúng ta đi ra ngoài kia nha. Diện tích phòng cỡ 20 mấy mét vuông. Êm không đồng? Quá, biển này đồng có dĩa trái cây. Rồi bên đây điện thoại bàn. Thiết kế cũng rất là dễ thương. Hoa nữa mở cho. Bên đây là tivi. Ồ, TV, TV Toshiba. Hôm nay chắc 43 inch. Mở máy lạnh. Rồi bây giờ chúng ta mở máy lạnh lên nha. 20 độ thôi. Đây là công tắc điện. Đóng mở cầu dao bằng cái thẻ ra vô phòng luôn. À, cũng như mấy khách sạn khác ha. À, có cái bàn ngồi rất là thoải mái nè. Bàn làm việc ngồi bên kia, bàn làm việc bên đây. À, đây có phòng bàn giao thiết bị nước uống, tủ lạnh. Rồi có viết, giấy nốt. Cũng rất là chu đáo, có cái bông hồng. Rồi chúng ta đi ra ngoài đây nha. À, ngoài đây có cái bàn ngồi đó nè. Ngồi ngắm biển. Wow, bự chưa? Biển bự chưa? À, cái view của chúng ta là nhìn ra biển nè. À, đường Thị Vân theo trục đèn ở đường này. À, nó đường Thị Vân. Ở tầng cao nhất luôn á, tầng 15. Tầng cao nhất. Có tầng 17 mới cao nhất. À, trên phía trên thì có hồ bơi nữa. À, hồi chúng ta đi lên trên khám phá hồ bơi ở trên ha. Có sao nhốt đi. À, nhìn cảnh biển rất là đẹp luôn. Biển Vũng Tàu. À, bên kia thì có cái resort Intour. Sáng ở lầu 4. À, trời ơi, nó nhốt mình rồi. À, có cái tầng 4 có nhà hàng cà phê. À, nhìn đây cái view rất là đẹp luôn. À, nhìn cảnh mát mẻ quá. Như trong tranh vậy đó. À, bên kia thì cái vừa resort vừa có những cái bãi tắm luôn. Nếu mà ta ở khách sạn bên kia thì đi ra đó thì gần, nhưng mà bên đây cũng được, bên đây đi qua đường xíu. À, qua đường xíu là tới liền. Okay, cái nhà mà ở xa xa kia là nhà qua giữa đồi á, là cái miếu bà chứ không? Đó là nước cạn qua đường.
Mà thấy xa, thấy gần chứ xa lắm. À, bữa nay trời mưa nên biển không có đông cho lắm. À, nhưng mà mùa này thì đi này nó ít người cũng thoải mái, không có chen lấn. Ở trong cái giường nhìn bên tay trái chúng ta thấy toilet. Nếu mà mình kéo cái rèm ở trên lại thì sẽ không thấy ha. Hệ thống máy lạnh nằm ở bên tay trái luôn này. Trước mặt là tivi, rồi những cái đèn trần, có 4 đèn trần. Cũng rất là dễ thương, rất là mát mẻ. Thôi đừng có mở nữa, coi riêng tivi đi. Cái sàn thì sàn gỗ, rất là mát chân. Nệm mút. Rồi tủ lạnh. Còn nước suối, đâu uống nước gì? Coca, bia, bột cụng. Phá tủ lạnh hả? Phá tủ lạnh, mà đâu có phá tủ lạnh đâu. Ở trên đây có két sắt. Không có tiền. Có hai chai nước uống miễn phí, có bình nấu nấu nước nóng, có pha trà nè, có pha tay chiên nè. Rồi không ăn chuối nữa này. Đó, có hai ly. Rồi ấm nấu nước sôi. Trời, cái chuối đem để két nữa. Sao em xin tạm dừng cái video trong khách sạn cao. Một số hình ảnh ở khách sạn gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta cùng tham khảo. Và có dịp nào đó thì khi mà đến Vũng Tàu thì chúng ta có thêm một sự lựa chọn nữa. Đó là khách sạn cao. Khách sạn 4 sao. Giá tiền 2 triệu, phòng này là 2 triệu 2. Mấy chục á, một ngày đêm. Có ăn sáng luôn. Chúng ta check in tầm 12 giờ và kết thúc 12 giờ ngày hôm sau. 2 giờ. Và giá tiền đó đã bao gồm một phần ăn sáng cho ngày mai. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị bạn trong những video tiếp theo ở Vũng Tàu nha. Chút nữa mình đi lên cái sân thượng coi cái hồ bơi xem nào. Chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye Đồng, bye bye ông bà cô chú ấy Đồng. Bye bye bà luôn. Bye bye bà luôn. Hội Đồng biết mở đèn được. Mở được không? Mời các anh chị các bạn chúng ta cùng ăn trái cây ở trong khách sạn nha. Trái chôm chôm. Ở đây có chôm chôm với quýt với chuối. Bạn Đồng ăn đang quýt. Ngon Đồng. Ngon. Trái chôm chôm rất là ngọt. Mời các anh chị nha. Rất là ngọt luôn. Mời bà con uống nước nha. Chúng ta đang ở tầng 17 của khách sạn cao này. Ở trên đây có spa, có hồ bơi. Rất là mát luôn. Hồ bơi 1m4.
Hỏi thử ở đâu? Lạnh không? Hồ bơi thì không có rộng lắm nhưng mà có cái view rất là đẹp. Hồ bơi vô cực à? Vô cực mà ra cũng cực. Ở trên đây quá trời gió luôn. Nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu. Bãi biển bên đây. Rồi một số hình ảnh ở trong khách sạn cao gửi đến các anh chị và các bạn, nếu có dịp chúng ta đến đây thì mình có thể trải nghiệm thử ha, thêm một sự lựa chọn mới cho các anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại, chúng ta đi ra bãi biển chơi đây. Đã không đồng? Ôi lượn lượn xa quá. Vũng Tàu bây giờ là 4 giờ chiều.